thường dùng trí huệ quang minh thanh tịnh trừ diệt phiền não của tất cả chúng sinh thường dùng trí huệ sinh trưởng căn lành tất cả chúng sinh thường tùy thuận sự ưa thích của tất cả chúng sinh thị hiện thân họ thường dùng lời nói thanh tịnh thượng diệu khai ngộ tất cả chúng sinh pháp giới. Thiện nam tử, ta đắc được môn Bồ Tát cầu tất cả pháp không nhàm đủ trang nghiêm, ta đắc được môn tất cả pháp bình đẳng địa tổng trì. Hiện tự tại thần biến không nghĩ bàn, ngươi có muốn thấy chăng? Thiện tài nói, tâm con muốn được thấy. Bấy giờ yêu bà di bất động ngồi trên tòa sư tử long tạng nhập vào môn ta muội cầu tất cả pháp không nhàm đủ tra nghiêm môn ta muội bất không luân tra nghiêm môn ta muội mười lực trí luân hiện tiền môn ta muội phật chủng vô tận tạng nhập vào một vạn môn ta muội như vậy khi nhập vào những môn ta muội đó thì mỗi phương trong mười phương, các thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật đều có sáu thứ chấn động các thế giới đó thảy đều thanh tịnh lưu ly làm thành trong mỗi thế giới đều có trăm ước bốn thiên hạ trăm ước đức như lai hoặc trụ ở trời đâu xuất cho đến vào niết bàn mỗi như lai đều phóng ra lưới quang minh khắp cùng pháp giới đạo tràng chúng hội thanh tịnh vây quanh chuyển bánh xe pháp khai ngộ quần sinh Bấy giờ yêu bà Di bất động từ tam muội dậy, bảo thiện tài rằng, thiện nam tử, ngươi có thấy những cảnh giới đó chăng? Thiện tài nói, con đều đã thấy rồi. Yêu bà Di bất động nói, thiện nam tử, ta chỉ đắc được môn tam muội quang minh cầu tất cả pháp không nhàm đủ này, vì tất cả chúng sinh nói vi diệu pháp đều khiến cho họ hoan hỉ, như các đại Bồ Tát như chim cánh vàng bay lượn trong hư không không chướng ngại hay nhập vào biển chúng sinh thấy có chúng sinh căn lành đã thành thục liền chấp lấy để lên bờ bồ đề lại như khách buôn vào đại châu báu tìm cầu mười lực trí huệ báu của như lai lại như người đánh cá cầm lưới tránh pháp vào biển sinh tử ở trong nước ái lượt bắt hết các chúng sinh lại như a vương có thể khuấy động các biển phiền não thành lớn ba cõi lại như mặt trời xuất hiện trong hư không, chiếu nước ái bùn dơ khiến cho khô cạn. Lại như trăng rằm xuất hiện trong hư không khiến cho kẻ đáng được giáo hóa, tâm hoa nở ra, lại như đại địa, khắp đều bình đẳng, làm chỗ ở của vô lượng chúng sinh, tăng trưởng tất cả gốc rễ pháp lành. Lại như gió lớn, chỗ thổi đến đều vô ngại, có thể nhổ trừ cây lớn tất cả các kiến chấp, như chuyển luân vương du hành thế gian, dùng bốn pháp nhiếp, nhiếp các chúng sinh mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện Nam Tử ở hướng Nam này có một thành lớn tên là Vô Lượng Đô Tát La. Trong thành đó có một vị xuất gia ngoại đạo tên là Biến Hành. Người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát Hạnh, tu Bồ Tát Đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử đành lễ yêu bà di bất động, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi tử tạ mà đi.